Đường sắt Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải xem xét trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh. Theo hồ sơ quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh, tuyến đi qua 10 tỉnh thành phố: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. Chiều dài toàn tuyến là 447,66 km, điểm đầu là điểm kết nối với đường sắt Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai, điểm cuối là ga Cái Lân thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong đó tuyến qua địa phận tỉnh Lào Cai có chiều dài 64,82 km, qua Yên Bái có chiều dài 76,95 km, qua Phú Thọ 60,05 km, qua Vĩnh Phúc 41,75 km, qua thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh 40,93 km, qua Hưng Yên 18,57 km, qua Hải Dương 40,97 km. Riêng qua địa phận thành phố Hải Phòng có chiều dài 81,66 km, trong đó tuyến đường chính, tuyến xuống cảng lạch huyện có chiều dài 46,25 km, tuyến nhánh xuống cảng Nam Đồ Sơn dài 12,63 km, tuyến nhánh xuống cảng Đình Vũ dài 7,88 km, tuyến nhánh kết nối tỉnh Quảng Ninh dài 14,9 km. Cuối cùng, đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Quảng Ninh có chiều dài 36,62 km, trong đó tuyến xây dựng mới dài 25,95 km, tuyến đường sắt hiện tại dài 10,67 km. Trên tuyến được quy hoạch có 41 ga, gồm ga hỗn hợp ga hàng hóa và ga kỹ thuật. Ga hỗn hợp bao gồm ga lập tàu và ga trung gian. Ga lập tàu có các ga Lào Cai, Yên Thường, Nam Hải Phòng, Hạ Long và Cái Lân. Trong đó, ga Lào Cai còn đảm nhận là ga giao tiếp liên vận quốc tế, ga Hạ Long chỉ lập tàu khách và ga Cái Lân chỉ lập tàu hàng. Còn ga Yên Thường đề xuất phương án 1 là ga lập tàu khách và tàu hàng cho các tuyến đường sắt phía Bắc khổ 1435mm. Phương án 2 là ga chỉ lập tàu hàng cho các tuyến phía Bắc khổ 1.435mm. Ga trung gian có tác nghiệp hành khách và hàng hóa tập trung tại các trung tâm tỉnh thành phố gồm Cam Cọn, Bảo Hà, Sơn Hải, An Thịnh, Yên Bái, Hạ Hòa, Thanh Ba Phú Thọ, Việt Trì, Vĩnh Phúc, Bình Xuyên, Phúc Yên, Thạch Lỗi, Bắc Hồng, Đông Anh, Lạc Đạo, Đại Đồng, Bình Giang, Nam Hải Dương, Nam Hải Phòng. Ga hàng hóa gồm các ga, ga cảng Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn, Nam Đình Vũ, Đình Vũ. Tuyến cũng được quy hoạch có khoảng 145 cầu với chiều dài 106,628 km đi qua các con sông lớn như sông Hồng, sông Lô, sông Bạch Đằng và các cầu vượt đường bộ cao tốc như Hà Nội Lào Cai, Hà Nội Hải Phòng, Hải Phòng Quảng Ninh, các đường quốc lộ và một số đường tỉnh. Về hầm, quy hoạch khoảng 42 hầm với chiều dài 23,28 km trên địa bàn hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái. Trên cơ sở, phương án quy hoạch tư vấn lập quy hoạch đã tính toán nhu cầu vốn để đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh trong thời gian quy hoạch đến năm 2050 khoảng 183.856 tỷ đồng. Theo đó, chi phí giải phóng mặt bằng 24.065 tỷ đồng, chi phí xây dựng và thiết bị 110.138 tỷ đồng, chi phí khác 16.104 tỷ đồng, chi phí dự phòng 33.551 tỷ đồng. Về lộ trình, Cục Đường sắt Việt Nam kiến nghị đến năm 2030 triển khai đầu tư xây dựng đoạn tuyến Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Đối với đoạn tuyến Hải Phòng Quảng Ninh sẽ được nghiên cứu triển khai sau năm 2030 cùng với lộ trình đầu tư tuyến đường sắt ven biển Nam Định Thái Bình Hải Phòng Quảng Ninh. Theo lộ trình đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh đến năm 2030 cơ bản được thi công xong tuyến đường đơn điện khí hóa khổ 435 mm đoạn Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Do đó, tư vấn lập quy hoạch dự kiến phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 trước năm 2030 giai đoạn thi công tổng nhu cầu vốn là 160.770 tỷ đồng, giai đoạn 2 sau năm 2030 giai đoạn hoàn thiện quyết toán tổng nhu cầu vốn là 23.086 tỷ đồng. Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch như huy động và phân bổ vốn đầu tư về phát triển vận tải đường sắt, về phát triển công nghiệp giao thông vận tải đường sắt, về môi trường, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch. Theo đó về huy động và phân bổ vốn đầu tư cần đảm bảo vốn ngân sách nhà nước để quản lý, bảo trì và đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt. Do đó, cần ưu tiên phân bổ ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm với tỷ lệ thích đáng để bảo đảm phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo quy hoạch. Cùng với đó, sử dụng vốn vay ưu đãi, đây là nguồn lực mang tính đột phá trong lĩnh vực đường sắt cho những dự án có quy mô lớn, mang tính lan tỏa cao, có tính chất liên vùng, liên miền. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường dẫn và cầu vạn kết nối quốc lộ 37 thành phố Chí Linh với đường dẫn cầu chiều. Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương có tổng chiều dài tuyến 13 km. Dự án đã được Ủy ban dân tỉnh Hải Dương phê duyệt có tổng mức đầu tư hơn 1.296 tỷ đồng. Từ nguồn vốn ngân sách tỉnh do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện giai đoạn 2021-2025, và giai đoạn 2026-2030. Trong đó, tuyến chính dài 9,7 km, điểm đầu giao với quốc lộ 37, cách cầu Bình khoảng 1,3 km về phía xã Đồng Lạc, thành phố Chí Linh. Điểm cuối giao với đường tỉnh 389 và đường dẫn cầu Triều thuộc xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn. Theo thiết kế, hệ thống đường giao thông thuộc dự án xây dựng theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km h Nền đường rộng 12m và mặt đường rộng 11m. Dự án được đầu tư xây dựng nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực theo quy hoạch tạo thành trục giao thông kết nối đô thị Kinh Môn với đô thị Chí Linh, kết nối liên thông quốc lộ 37 với đường tỉnh 389, đường tỉnh 389B hiện có và các tuyến đường quy hoạch như đường vành đai 5 vùng thủ đô, trục Bắc Nam tỉnh Hải Dương. Cùng với đó là từng bước hình thành tuyến giao thông kết nối các vùng huyện phía đông bắc của Hải Dương với các tỉnh thành phố Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng. Từ đó tạo ra không gian phát triển liên vùng và điều kiện thuận lợi thu hút các dự án đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung. Để dự án sớm được khởi công theo đúng kế hoạch tiến độ đầu tư, các địa phương đang thực hiện kiểm kê phối hợp với đơn vị tư vấn, khảo sát giá làm cơ sở, lập phương án bồi thường hỗ trợ tổ chức cá nhân bị thu hồi đất phục vụ xây dựng. Theo đó, vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh đã ban hành thông báo thu hồi đất thực hiện dự án với tổng diện tích dự kiến thu hồi là 17,8 ha của 258 tổ chức hộ dân, tương ứng 283 thửa đất tại các phường Tân Dân và Đồng Lạc, diện tích đất thu hồi chủ yếu là đất nông nghiệp. Theo kế hoạch đề ra đến hết tháng 12 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh sẽ hoàn thành việc trả tiền hỗ trợ bồi thường công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh, song song với công tác giải phóng mặt bằng xây dựng dự án cầu Vạn và đường dẫn, địa phương cũng đang tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát giá làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ tổ chức cá nhân bị thu hồi đất phục vụ xây dựng dự án cầu Tân An và Đường dẫn nối quốc lộ 38. Theo kế hoạch sẽ hoàn thiện công tác hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng trong tháng 12 năm 2024, dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối quốc lộ 18 thành phố Chí Linh thuộc nhóm B được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt có tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo thiết kế, cầu Tân An có chiều dài 574,6m, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, bê tông cốt thép dự ứng lực, quy mô phân kỳ 1 phần 2 quy hoạch, xây dựng một đơn nguyên bên trái với bề rộng B bằng 12m. Dự án sẽ tiến hành xây dựng đồng bộ các hạng mục như nút giao, thoát nước, hệ thống chiếu sáng, hệ thống báo hiệu và tổ chức an toàn giao thông, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật có liên quan theo quy định. Việc xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối quốc lộ 18 để kết nối với dự án xây dựng tuyến mới nối nút giao đường tỉnh 390 đến quốc lộ 18 đoạn qua địa phận huyện Nam Sách nhằm từng bước hoàn thành trục giao thông kết nối liên vùng giữa các địa phương trong tỉnh.